Xin chào các bạn, mình là Vũ Văn Hội, giảng viên Diện Trần. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một phương pháp chữa say rượu mới theo phương pháp Diện Trần của Bùi Quốc Châu. Thế thì trai vô tử như cầu vô phong. Thế thì làm thân trai mà không một vài lần say thì không phải là trai, đúng không? Thế thì trong tất cả các cuộc vui thì dù dẫu sao mình cũng phải nâng cấp, dù ít hay dù nhiều. Và khổ nỗi cho những người mà không uống được thì có khi chỉ cần một chén thôi là mặt đã phừng phừng, chuẩn bị say rồi. Thế thì theo phương pháp Diện Trần mình sẽ có cách nào ấy để cho mình hỗ trợ mình có thể làm giảm bớt cái cơn say đi. Thì nếu mà say quá rồi mà uống nhiều quá say rồi thì rất là khó. Và cái cách hay nhất ấy mà để cho mình không bị say ấy, là nên chủ động và uống đến cái tầm của mình là thôi. Thế thì trong những trường hợp bất khả kháng mình vẫn phải có cách làm sao để hạn chế cái cơn say của mình đi. Thì đối với Diện Trần thì mình có cái cách vuốt như thế này. Mình sẽ dùng ba ngón tay để mình vuốt hai cung mày, từ bên trong cung mày ra đến phía đuôi cung mày, vuốt như này tầm độ khoảng 30 lượt. Thì khi đó mặt mình đang phừng phừng lên thì mình vuốt như này, mình sẽ cảm thấy dễ chịu hẳn và cảm thấy thoải mái. Đó, mình vuốt như vậy 30 lượt, sau đó mình vuốt hai bên như này 30 lượt nữa. Đó, vuốt như này 30 lượt. Thế thì bình thường mình uống rượu ấy, mình cảm thấy mắt mình đỏ lên này, rồi mặt mình nó phừng phừng, nó nóng lên này, thì mình vuốt như này sẽ làm cho mình nó mát trở lại. Vuốt như này, đó, đó là một cách. Rồi cách tiếp theo mình sẽ thấy là ở trước cái bình tai này, chỗ này có một cái điểm hõm đây, và mình sờ tay vào, mình hơi đặt nhẹ tay lên, mình thấy một cái mạch đập ở đây. Mình sẽ đặt ngón tay cái vào cái mạch đập này. Rồi ở phía hai đầu cung mày này có một cái vùng điểm ở đây, thì trong Diện Trần gọi là đây là huyệt 26. Thế ngón tay cái mình vừa ấn vào huyệt 57 này, rồi ngón tay trỏ mình sẽ gạt từ phía giữa hai cái đầu cung mày này, gạt từ trên xuống dưới như này. Mình gạt như này độ khoảng 30 lượt từ trên xuống dưới. Đó, từ trên xuống dưới khoảng 30 tiếng đếm. Đó. Này. Thế thì trong cái cuộc nhậu ấy, mình vừa uống xong rồi mình cảm thấy là cũng hơi phê phê rồi, thì mình sẽ bắt đầu mình gạt như này. Sau đó cứ độ khoảng 5-10 phút mình lại thực hiện cái thao tác này một lần. Đó. Và mình nên thực hiện cái thao tác này khi mà chưa quá say. Nếu mà khi say rồi thì cái phương pháp này nó cũng không hiệu quả nhiều. Nó chỉ phương pháp khi mà mình bắt đầu mình say rồi thì nó sẽ giảm cái cơn say đi. Và tốt nhất để mà không bị say rượu bia ấy, là tốt nhất là đừng có uống. Thế thôi, xin chào các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Tạm biệt 26-60.